Nữ ca sĩ sống như bà hoàng tại Mỹ, cứ thích là được chồng tặng biệt thự siêu xe, vừa tậu thêm nhà phố Sài Gòn gần 10 tỷ đồng. Vợ chồng Phạm Thanh Thảo tậu căn nhà 5 tầng, rộng 80m² ở quận Gò Vấp để gia đình sinh hoạt trong những lần về Việt Nam. Phạm Thanh Thảo từng nổi tiếng trong vai trò ca sĩ, MC, nhưng khép lại con đường nghệ thuật khi kết hôn, sang Mỹ định cư năm 2015. Tại Mỹ, cô dành trọn thời gian chăm sóc gia đình, hỗ trợ việc kinh doanh của chồng. Hơn 7 năm tại Mỹ, Phạm Thanh Thảo được ông xã cưng chiều, yêu thương hết mực. Cô thường được chồng tặng những món quà có giá trị đắt đỏ như biệt thự, siêu xe, du thuyền. Giọng ca chữ hiếu chữ tình từng cho biết, cứ mỗi lần ngẫu hứng là ông xã lại tặng cho cô một căn biệt thự. Mới đây Phạm Thanh Thảo gây bất ngờ khi tậu căn nhà gần 10 tỷ tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà ca sĩ có thiết kế tân cổ điển, gồm 4 phòng ngủ, 6 toilet, bếp, phòng khách và gara ô tô. Cô dự kiến chi khoảng 1 tỷ đồng làm lại mặt tiền, cải tạo những không gian riêng tư và trang trí nội thất. Nhà rất xinh nhưng chúng tôi chưa ưng nên ban đầu định đập đi xây lại. Vợ chồng tôi đều kỹ lưỡng, muốn có nơi ở tiện nghi, thoải mái cho bố mẹ và tụi nhỏ mỗi khi về Việt Nam, cô nói. Bên cạnh sửa chữa, Phạm Thanh Thảo bổ sung nhiều tiểu cảnh, cây cối, tranh vẽ tường để không gian sống thêm sinh động. Cô cho biết thích phong cách sang trọng, nổi bật nên sử dụng nhiều màu vàng, nội thất gỗ và cầu thang ốp kính. Trước đó, ca sĩ và ông xã tìm hiểu thông tin nhà đất trên mạng trong nhiều tháng. Họ nhờ người thân đi xem thực tế, đàm phán chi phí, sau đó về nước ký hợp đồng mua bán. Hôm nhận nhà, chúng tôi làm lễ tân gia mời bà con đến dự rồi mới tiến hành sửa chữa. Theo kế hoạch, nhà sẽ hoàn thiện vào cuối năm, kịp cho gia đình về đón Giáng sinh và năm mới, cô nói. Ở Mỹ, vợ chồng Phạm Thanh Thảo kinh doanh lĩnh vực xây dựng, sở hữu nhiều bất động sản. Trong năm 2021, ông xã cô mua tặng vợ 3 căn nhà ở thành phố Springfield thuộc tiểu bang Massachusetts làm vốn riêng.